Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Rồi, hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn 6 team chúng ta đánh cái con bot trong hành lang ác mộng nha các bạn. Và một team chúng ta chỉ dùng 4 thành viên để tiêu diệt cái con ám vũ than khóc. Và các bạn muốn tiêu diệt cái con ám vũ than khóc này chỉ bằng 4 người thì các bạn hãy dùng Bomber, Ren, Abel với lại con hầu. Với sự support của con bé là con bé cú thì bạn có thể tiêu diệt cái con ám vũ than khóc này chỉ với 4 thành viên nha. Bạn hoàn thành được cái nhiệm vụ mà tiêu diệt ám vũ than khóc chỉ với 4 thành viên này các bạn nhận được 1.000 cái xu. Rồi, còn nếu mà chúng ta muốn cho full team vào đánh thì các bạn có thể bỏ team như sau. Giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn 6 team chúng ta đánh hành lang ác mộng. Team 1 Edwin, Tamros, Helios, Lu với lại Vayten, con bé sẽ là con hải cẩu. Team 2 Ska, Baydin, Song Sinh, ngựa với lại con Hawking. Team 3 Eorin, Dress, Losan, gấu với lại con Solai thức tỉnh. Rồi, team 4 cũng là team khó nhất cái vị trí của con Phượng Thường này. Nếu mà các bạn có con Maria thì bỏ vào là nó là ngon nhất. Còn vị trí của con gà này thì chúng ta bỏ sư thức tỉnh vào các bạn. Bỏ sư thức tỉnh vào, còn chỗ kia thì các bạn bỏ con gà. Đây, vị trí này thì bạn bỏ sư thức tỉnh vào, còn chỗ này là bạn bỏ con gà ác vào. Nhưng ở đây thì mình không có tướng, mình cũng không mượn được nên mình tạm thời bỏ như thế này. Rồi, cái con boss mới này, Demon lửa thì chúng ta sẽ dùng con Athen để trị. Ở đây thì mình chưa có một con Athen xịn. Nên lúc nãy là mình đã thay con Athen bằng cái con sư. Cho con Athen cũng được các bạn, nó cũng clear được nhưng lượng đam không nhiều. Có con Athen xịn thì các bạn mượn các bạn bỏ vào. Còn chỗ này, Maia ám vũ thì các bạn sẽ dùng team như thế này nha. Rồi chúng ta win nha các bạn. 4 phút mấy. Cơ bản thì tầm mạc của mình 4 phút mấy là còn gọi là bị siêu thấp luôn các bạn. Hiện tại đang thiếu khá là nhiều tướng, thiếu cả Athen, thiếu cả Maia. Rồi, một vài mùa thì thiếu cả con Awakening Athalia. Cơ bản thì các bạn thấy meta rất là khốc liệt ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem 4 team thì chúng ta cũng đã tiêu diệt được con ám vũ này. Đây, 4 thành viên chứ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bạn nào không có Abel thì các bạn có thể mượn nha. Đây các bạn, đã tiêu diệt được con ám vũ Maia chỉ với 4 thành viên, 1 phút 18 giây. Hơi lâu một xíu. Đây là kết quả này, có mấy team thì rất là ngon, ví dụ team Solai này có 26 giây à. Con Eorin mà càng xịn thì thời gian càng ngắn thêm một xíu nữa. Rồi, mấy team còn lại thì hơi cùi một xíu tới 1 phút mấy, ví dụ như là team Athen chẳng hạn. Athen thì hơi cùi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ review lại toàn bộ 6 team cho các bạn xem nha. Tamros nhảy vào, Helios boost lâu, tấp bi luôn các bạn ha. Ở đây Tamros mình chưa có nội thất với lại ấn 30 nữa nó mới ngon. Quá nhiều tướng con nào ra là vô meta cho đó chưa có lên hoàn chỉnh được những cái con tướng mà mới ra thời gian gần đây các bạn chưa lên full option được. Tại vì cơ bản thì có những con khác chúng ta cần ưu tiên hơn. Ví dụ như lúc đó lúc đang lên con Tamros thì mình có lên con Awakening Belinda hoặc là con Rem. Những cái con đó thì nó ưu tiên hơn so với những cái con này. Do đó những rất là nhiều con tướng mới chưa có full option được như con Eorin. Tới thời điểm hiện tại mình chưa lên ấn cho cái con Eorin được các bạn. Tới thời điểm hiện tại mình cũng chưa lên ấn 60 cho con Eorin. Tại vì Eorin thì ngoài mục đích là đi tháp cộng với lâu lâu chọt cho bot này. Tại vì ra con bot mới mới xài được con Eorin đó. Bình thường Eorin chỉ có tác dụng là đi tháp thôi nên cũng không ưu tiên nâng. PvP thì cũng ít dùng, lâu lâu mới xài. Rồi, team này có con Maia thì nó sẽ rất là ngon, còn không có thì nó sẽ hơi cực. Con Phượng của bạn cần phải bay đi bay lại một hồi rất là lâu. Đam lên thì mới clear được từng bé từng bé từng bé các bạn.
Rồi, các bạn con coi con thêm cùi nè. Mình mượn được con thêm xịn thì mình sẽ thả vào chỗ này. Rồi bắt đầu bào máu được rồi. Bình thường thì acid xịn tầm khoảng 30 giây hoặc là hai mấy giây thì bắt đầu bào máu được rồi. Nhưng này thì gần cuối giờ chúng ta mới bào máu được các bạn. Rồi ám vũ than khóc với năm thành viên ha. Chạy lại chỗ Abel. Beo giật nộ với dùng những quả cầu tròn tròn á, quăng vô người thì thôi đam lên rất là đẹp mắt luôn. Cử hành đi tới rồi rụng luôn nha các bạn. Rồi và mình vừa giới thiệu xong với các bạn 6 team chúng ta đánh hành lang ác mộng tuần này và 4 tướng chúng ta tiêu diệt được con ám vũ than khóc nha. Và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.